Xin kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2019, chương trình sự kiện của anh ta có những nội dung như sau. Chính quyền chỉ trích mạng xã hội đưa thông tin xấu về vụ thủ thiêm. Thượng nghị sĩ Mỹ lên án Trung Quốc đưa tàu xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc tác động lên dòng sông Mekong. Bình luận xã hội với bài viết Bãi từ chính sẽ có số phận như gạt ma của tác giả Tuấn Khanh. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam. Nhà thờ Thủ Thiêm và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm được xem là hai di sản văn hóa của khu vực vì những công trình kiến trúc tôn giáo đầu tiên ở Thủ Thiêm được xây dựng từ những năm 1840 và 1859. Tuy nhiên, bất chấp ý kiến từ các nhà chuyên môn và phản đối ông Hòa từ các tu sĩ và người dân, chính quyền thành phố nhiều lần tìm cách ép buộc các tu sĩ phải di dời và bàn giao cơ sở tôn giáo của họ cho nhà nước. Sau khi phá dỡ một trong ba khu nhà của trường tiểu học Thủ Thiêm, vốn thuộc sở hữu của dòng mến thánh giá Thủ Thiêm trước đây. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vào hồi tháng 5 năm ngoái đã ra quyết định đấu giá chín lô đất vàng, trong đó bao gồm cả nhà thờ Thủ Thiêm và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. Quyết định này mới đây lại được chính quyền nhắc đến sau một thời gian tạm lắng xuống vì những phản đối khiếu nại mạnh mẽ của người dân và của công luận, dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải yêu cầu thanh tra chính phủ phải vào cuộc để làm rõ những sai phạm của thành phố trong việc thu hồi và giao đất liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thông tin trên báo chí vào ngày 26 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao cho ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm lập bản đồ hiện trạng vị trí 15 lô đất trong khu vực này để đưa ra đấu giá. Riêng với khu đất thuộc khuôn viên nhà thờ Thủ Thiêm và dòng mến thánh giá Thủ Thiêm, chính quyền sẽ vận động đại diện hai công trình tôn giáo này để họ bàn giao đất cho thành phố thi công tuyến đường ven sông Sài Gòn. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm bắt đầu được triển khai quy hoạch từ năm 1996 đã đẩy hàng trăm gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất suốt hơn 20 năm qua, sau khi chính quyền cưỡng chế giải tỏa nhà cửa của họ. Tiếp theo là tin về Biển Đông. Bốn thường nghệ sĩ Hoa Kỳ vào hôm 31 tháng 7 đã ra tuyên bố lên án Trung Quốc điều tàu khảo sát HD8 và các tàu hải cảnh vào bãi tư chính, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Gọi đây là một bằng chứng mới nhất về những hành động xâm lấn của Trung Quốc nhằm khẳng định những đòi hỏi về chủ quyền sai trái của Bắc Kinh ở Biển Đông. Các thường nghệ sĩ tham gia ký tên tuyên bố bao gồm Thượng nghị sĩ Jim Bridge, Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Cory Gardner và Edward Markey, Chủ tịch Tiểu bang Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện. Tuyên bố được đưa ra vào trước cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Bangkok, Thái Lan diễn ra vào chiều ngày 1 tháng 8. Tuyên bố có đoạn, xác định những cách chắc chắn để đẩy lùi những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, đây là ưu tiên hàng đầu trong nghị trình của Hoa Kỳ tại các cuộc họp ASEAN tại Bangkok tuần này. Ngoài vai trò lãnh đạo của Mỹ, điều quan trọng là các đối tác của chúng ta, Hoa Kỳ trong khu vực, đặc biệt là các nước ASEAN, đoàn kết và cứng rắn trước hành động xâm lấn của Trung Quốc. Thư nghị sĩ Cory Gardner được trích lời trong tuyên bố cho biết về Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và sử dụng những hành động gây thù hằn với các nước đòi chủ quyền khác là sai pháp luật. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, các nghị sĩ Bob Menendez, Ed Markey, Brian Stratt, Patrick Leahy cũng đã gửi thư đến Ngoại trưởng Pompeo đề nghị ông lên án hành động của Trung Quốc trong các thảo luận tại hội nghị với Bộ trưởng các nước ASEAN vào lần này. Bức thư chỉ rõ hành động đe dọa lớn nước của Trung Quốc trong những năm qua đang đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với những quyền lợi của Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vào ngày 26 tháng 7, dân biểu Elliot Angel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng đã tuyên bố lên án hành động Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông cho rằng những hành động của Trung Quốc ở đây cũng đe dọa những quyền lợi của các công ty Hoa Kỳ đang hoạt động trong khu vực. Tại cuộc gặp với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN vào hôm 1 tháng 8, Bộ trưởng Mark Pompeo nói rằng Hoa Kỳ không bao giờ yêu cầu các quốc gia ở Ấn Độ Thái Bình Dương phải chọn phe giữa các nước. Ông đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích các hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Vừa rồi là tin từ Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mark Pompeo hôm 1 tháng 8 đã lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc cho xây cái đập thủy điện ở sông Mekong gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước hạ nguồn sông. Bộ trưởng Mỹ phát biểu điều này tại cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ở Bangkok, Thái Lan. Mực nước của con sông đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua, một vấn đề có liên quan đến quyết định đóng mức nước từ thượng nguồn của Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo nói, vào hôm 22 tháng 7, thì tổ chức Mekong Freedom Network của Thái Lan đã công bố báo cáo cho biết 8 đập thủy điện của Trung Quốc chặn 40 tỷ mét khối nước sông Mekong khiến mực nước sông đã xuống thấp tới mức kỷ lục. Thậm chí, theo đánh giá của một số chuyên gia, thì mức nước sông Mekong trong tháng 7 đã xuống đến mức thấp nhất trong khoảng một thế kỷ qua. Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp sáng kiến hạ nguồn sông Mekong cấp bộ trưởng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã nói đến việc Trung Quốc cho nổ mình, nào vét lòng sông, tuần trai dòng sông bên ngoài khu vực thuộc Trung Quốc, tìm cách áp đặt các luật lệ lên việc quản lý dòng sông, và do đó làm yếu đi vai trò của Ủy ban sông Mekong. Ngoại trưởng Pompeo cũng nói đến cam kết của Hoa Kỳ và Nhật Bản trong việc hợp tác với các nước thuộc lưu vực sông Mekong để đối phó với những khó khăn. Đối tác năng lượng Mekong, Nhật Bản, Hoa Kỳ, được Ngoại trưởng Pompeo cho biết sẽ xây dựng các mạng lưới dẫn điện trong khu vực và Hoa Kỳ cam kết đóng góp hơn 29 triệu đô la. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng thông báo chính phủ Mỹ đang làm việc với Quốc hội để cung cấp một khoản trợ giúp trị giá 14 triệu đô la cho các nước sông Mekong. Đối phó với tội phạm xuyên quốc gia buôn người, ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã, đối phó với sự lan rộng của việc buôn lậu thuốc viện từ khu vực tam giác vàng. Hoa kỳ vào hôm 31 tháng 7 đã ban hành chế tài đối với ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, nhắm mục tiêu vào người phát ngôn hàng đầu của quốc gia này và có thể sẽ gây ảnh hưởng tới cơ hội đàm phán ngoại giao song phương như lúc căng thẳng đôi bên đang tăng cao. Zarif là nhân vật quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân 2015 mà Iran nhất trí ký kết với Mỹ và các cường quốc thế giới dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Vào năm ngoái thì Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã nói, với việc áp đặt trừng phạt lên Ngoại trưởng Iran, Hoa Kỳ gửi thông điệp rất rõ ràng cho chế độ Iran biết rằng hành xử gần đây của họ là hoàn toàn không thể chấp nhận. Lệnh chế tài này sẽ đóng băng bất kỳ tài sản hay lợi ích nào của ông Zarif có ở Mỹ. Nhưng ông ta cho biết ông không có lợi ích hay tài sản nào bên ngoài đất nước Iran. Về chuyện có cấp visa cho ông Zarif đặt chân tới Hoa Kỳ hay không, kể cả các chuyến đi dự các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại Mỹ, chính quyền Trump nói sẽ xem xét từng trường hợp một. Người đứng đầu lực lượng đồng trú của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hồng Kông lần đầu lên tiếng với tình trạng bất ổn tại thành phố này, cảnh báo rằng các cuộc đụng độ sẽ không được dung thứ và quân đội quyết tâm bảo vệ chủ quyền đại lục. Theo tờ South China Morning Post, tướng Chen Dao Xiang, chỉ huy lực lượng đồng trú PLA tại Hồng Kông đưa ra cảnh báo tại lễ kỷ niệm 92 năm quân đội nhân dân Trung Quốc diễn ra tại Hồng Kông vào hôm 31 tháng 7. Lực lượng đồn trú của phát hành video tuyên bố rằng quân đội có thể bảo vệ sự ổn định lâu dài của Hồng Kông. Đây được coi là lần đầu tiên ông Chen bình luận về Hồng Kông kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào đầu tháng 6, chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi của thành phố. Gần đây, có một loại các cuộc đụng độ bạo lực đã xảy ra ở Hồng Kông. Điều này đã làm tổn hại sự thịnh vượng và ổn định của thành phố, thách thức pháp luật và trật tự xã hội. Ông Chen nói tại buổi lễ được tổ chức tại danh trại trung tâm của lực lượng đồng trú Admiralty Hong Kong. Ông Chen cho biết lực lượng đồng trú kiên quyết hỗ trợ lãnh đạo Hong Kong, bà Carrie Lam và cảnh sát Hong Kong để duy trì luật pháp và trật tự. Quân đồng trú Hong Kong phát hành một đoạn video dài 3 phút cho thấy các cuộc tập trận chống khủng bố và chống bạo loạn. Xe tăng được huy động trong một số cuộc tập trận. Trong một cuộc tập trận chống bạo động, quân đội được nhìn thấy đang diễu hành, có lá cờ màu đỏ, cảnh báo những kẻ bạo loạn phải dừng lại hoặc chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Trong chương mục bình luận xã hội hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết Bãi Tư Chính sẽ có số phận như gạt mà của tác giả Tuấn Khanh. Bài viết được đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lúc này, mọi thông tin về bãi tư chính Vanguard Bank đối với người Việt Nam hiện rất mơ hồ. Trên các thông tin bên ngoài dội về thì gọi đó là đối đầu, còn phía Hà Nội thì gọi là đấu tranh. Nếu dựa trên những ngôn từ này, có thể tự lý giải rằng Trung Quốc bằng nhiều cách như đang muốn vào trực tiếp bãi tư chính, chứ không chỉ ngăn Việt Nam tham dò các khai thác ở tại lô 06.1, bể Nam Công Sơn, phía tây bắc bãi tư chính. Còn Việt Nam thì dùng tàu của mình cố ngăn cản đường đi của Trung Quốc, và mặt khác thì nỗ lực ngoại giao theo kiểu không muốn làm quá. Nhưng Bắc Kinh rõ ràng không dừng lại và bộc lộ rõ việc muốn chiếm lấy bãi tư chính. Ngày 26 tháng 7, phát công viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tuyên bố rằng Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi tư chính kể từ tháng 5. Cho thấy cuộc tranh chấp có nội dung lớn hơn. Bắc Kinh muốn hoàn thành đại nghiệp đường chính đoàn trên Biển Đông mà Việt Nam là kẻ gây khó trước mắt. Trên bàn làm việc của các cơ quan tình báo quốc tế, kịch bản về một bãi tư chính còn thuộc quyền Việt Nam và một bãi tư chính vào tay Trung Quốc ắt đã được lập ra. Và cục diện thế giới cũng sẽ thay đổi dựa vào đó. Từ tháng 5 2019, các thông tin tình báo và chuyển động trên Biển Đông đã cung cấp cho ông Derek Goldman, nhà phân tích quốc phòng của Mỹ, nhận định rằng sớm muộn gì trong năm nay, Trung Quốc sẽ mở một cuộc chiến trên biển với Việt Nam về pháp lý và có thể cả đụng độ nhanh. Giờ thì điều ấy đã thành sự thật. Mỹ cũng nhận biết rõ tính toán này của Trung Quốc, nên việc tăng cường các chuyến hải hành tự do gọi là FONOV hay lên giọng chỉ trích trực tiếp mà mạnh mẽ Bắc Kinh là điều dễ hiểu. Tờ The National Interest, số ra ngày 31 tháng 7 của tác giả David Essay với bài viết có nhan đề Phi tiện của Mỹ và Trung Quốc nằm chen cứng trên biển Đông, ai sẽ thắng? Here's how China and America's missiles in the South China Sea stack up who wins đã nhận định như vậy. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng không ngần ngại phô trương việc mang các phi tiện chống hạm vào biển Đông, thử nghiệm vào hồi tháng 7 2019 như một cách ngầm cảnh báo. Rõ ràng hơn, Bắc Kinh cũng phô trương trên tàu hàng cầu thời báo rằng hàng loạt các phi đạn tầm xa có tên DF-26 đã được kéo đến vùng nội mông cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 2.000 dặm, hướng vào các lộ trình tự do hải trình của Mỹ. Hoàng cầu thời báo cũng không ngần ngại tuyên bố DF-26 có tầm bắn đến 2.500 dặm và sẽ đánh trúng bất kỳ chiến hạm nào của Mỹ trong vài giây. Kịch bản của việc Trung Quốc muốn cướp bảy thứ chín là gì? Các nhà phân tích phỏng đoán rằng sau khi tạo các bước căng thẳng lên cao, các tàu cá, mà thực tế là các tàu dân quân biển sẽ được đưa ra hàng đầu để tiến vào mục tiêu sau đó là tạo ra một tình huống bị phía Việt Nam ngăn chặn đánh chìm, dẫn đến cuộc gia tốc và can thiệp của hàng chục tàu cảnh sát biển vũ trang Trung Quốc bảo vệ tàu cá vô tội. Bãi từ chính có thể có một cuộc đổ bộ thần tốc của Trung Quốc, không khác gì trường hợp của đảo Gạt Ma. Sau khi cấm cờ, Bắc Kinh có thể ung dung đối phó với Việt Nam, một quốc gia mắc cạn với chính sách ba không của mình, tức: thứ nhất, không tham gia các liên minh quân sự; thứ hai, không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác; thứ ba, không có căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam trong cách thức đấu tranh của mình đang chuyển hướng bố cáo dần các sự việc với các quốc gia để tạo áp lực quốc tế. Gần đây nhất là Hà Nội đã chuyển sự kiện cho New Delhi, cũng là một cách tham dò phản ứng Bắc Kinh. Sau Ấn Độ, có thể sẽ có thêm thông tin thêm, rộng hơn phản đối tăng cấp độ. Nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi, vì Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh tốc độ lớn chiếm. Trước khi mọi chuyện bùng phát ở tầm quốc tế hơn nữa lại ở giữa một vài nước. Có nhiều hy vọng từ đám đông bàn tán trên các trang mạng Việt Nam là Mỹ sẽ can thiệp cho Việt Nam nhưng đó là một khả năng rất thấp bởi câu chuyện bãi tư chính đang trở thành chuyện riêng của anh em nhạc cộng sản đặc biệt khi nga vẫn phớt lờ khi công ty khai thác dầu khí rosneft của họ bị uy hiếp và quan trọng nhất mỹ sẽ không có tư cách gì can thiệp cho việt nam khi các cơ hội về một liên minh hợp tác quốc phòng luôn bị hà nội né tránh hãy nhìn vào hồng kông nếu có sốt ruột trước phong trào đòi dân chủ ở đó mỹ cũng không thể làm gì hơn là chỉ trích việt nam cũng vậy đặc biệt mọi chuyện có vẻ như thuận buồm xuôi gió cho trung quốc khi người đứng đầu tối cao của đảng nhà nước Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng chỉ nói chuyện tham nhũng mà không hề cất một tiếng nào về an nguy quốc gia dù gần một tháng bị uy hiếp và xâm lấn. Bảy từ chính có thể sẽ mất khi gạt ma và sau đó người dân Việt Nam sẽ rồi chỉ còn nghe lời tuyên bố dữ dội của một quan chức cấp cao rằng chuyện đòi lại hoàng sa gạt ma từ chính là điều của thế hệ con cháu phải làm. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay. Chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.